Bộ Y tế cho biết tính từ 16 giờ ngày 10 tháng 11 đến 16 giờ ngày 11 tháng 11, cả nước ghi nhận 8.162 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 8.145 ca ghi nhận trong nước, tăng 227 ca so với ngày trước đó. Cả nước có 3.951 ca trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 1.185, Đồng Nai 930, Tây Ninh 656, Bình Dương 615, An Giang 595, Tiền Giang 417, Kiên Giang 399, Đồng Tháp 352, Bạc Liêu 291, Bình Thuận 237, Bà Rịa Vũng Tàu 185, Cà Mau 181, Đắk Lắk 162, Vĩnh Long 159, Hà Nội 154, Long An 130, Khánh Hòa 128, Trà Vinh 121, Bình Phước 108, Hà Giang 97, Bắc Ninh 68, Hậu Giang 68, Bến Tre 64, Bình Định 63, Phú Thọ 61, Đắk Nông 60, Nam Định 59, Cần Thơ 55, Lâm Đồng 54, Thanh Hóa 49, Gia Lai 43, Quảng Ngãi 41, Hải Dương 26, Thừa Thiên Huế 41, Ninh Thuận 35, Nghệ An 32, Quảng Nam 27, Bắc Giang 26, Quảng Ninh 24, Lạng Sơn 20, Quảng Trị 18, Phú Yên 16, Điện Biên 15, Quảng Bình 15, Hưng Yên 14, Đà Nẵng 13, Hà Tĩnh 9, Thái Nguyên 5, Vĩnh Phúc 5, Kon Tum 4, Ninh Bình 4, Sơn La 4, Hà Nam 2, Tuyên Quang 1, Hòa Bình 1, Yên Bái 1. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.897 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 995.903 ca, trong đó có 843.131 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Cạn, Cao Bằng. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 443.815, Bình Dương 241.589, Đồng Nai 75.843, Long An 36.252, Tiền Giang 19.516. Trong ngày có 1.894 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 845.948. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.567 ca. Từ 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 11 ghi nhận 84 ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh 38, Bình Dương 6, Đồng Nai 6, Long An 6, An Giang 5, Tiền Giang 3, Tây Ninh 3, Kiên Giang 3, Bạc Liêu 3, Bình Thuận 2, Cần Thơ 2, Nghệ An 1, Bình Định 1, Đắk Lắk 1, Đồng Tháp 1, Vĩnh Long 1, Sóc Trăng 1, Bến Tre 1. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.849 ca. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 23,5 triệu mẫu cho 63,3 triệu lượt người. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 95,5 triệu liều.